một bác nông dân có hai người con trai. Anh thì lười nhác, còn em thì làm chăm chỉ. Vì cậu không muốn cha vất vả, nhưng người anh ranh mảnh, chuyên nói dối cha. Sáng ra anh ta rời khỏi nhà, vác cuốc trên vai, dường như ra đồng làm. Anh ta đi khá lâu, đủ để không bị ai trông thấy nữa, thì rẽ vào rừng nằm ngủ. Trong lúc đó, cậu em cũng ra khỏi nhà, mang theo cuốc, một mình làm ruộng cho cha. Cậu không nói với cha là anh cậu không làm việc, sợ làm cha buồn, nhưng vì làm một mình nên công việc không nhanh. Một hôm, bác nông dân hỏi hai người con: "Các con đã cuốc xong ruộng chưa?" Người anh không để em trả lời kêu lên: "Chưa cha ạ, em nó lười và làm chậm chạp quá nên vẫn chưa xong." Anh ta biết cậu em chẳng bao giờ muốn tranh cãi với anh trước mặt cha. Người cha bèn bảo cậu em: "Nếu như thế ta đuổi con đi, con lười biếng, không xứng với lòng yêu thương của ta." Người em ra đi, lòng buồn rười rượi, nhưng cậu không đi hẳn mà ở lại trong rừng để theo dõi anh. Cậu nghi ngờ có điều gì đó sắp xảy ra. Hôm sau, người anh ra khỏi nhà, vừa đi vừa huýt sáo, vác cuốc trên vai. Vừa tới rừng, anh ta đã nằm dài dưới bóng cây. Người em lúc đó đang nấp một chỗ theo dõi, nghĩ bụng: "Cha mình già rồi, khi thấy ruộng không có ai làm đất thì cha lại tự làm lấy, thế thì kiệt sức mất." Cậu bèn quay trở lại cuốc ruộng, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhiều ngày sau, người em bí mật làm việc suốt ngày, chỉ ăn quả rừng và rễ cây. Lúc nào mệt quá, cậu ngủ ngay dưới gốc cây. Còn người anh chiều chiều trở về nhà tươi tỉnh và sảng khoái. Một hôm, khi thấy người anh ra đi từ lâu, bác nông dân già nghĩ: "Ta chỉ còn một đứa con, nó làm việc một mình, chẳng có ai giúp đỡ, đến kiệt sức mất thôi. Ta phải đem cho nó miếng bánh và miếng phô mát." Bác lấy một làn đầy thức ăn, đi ra ngoài cánh đồng. Bác ngạc nhiên xiết bao khi thấy người em đang cần mẫn làm việc, chứ không phải người anh như bác vẫn tưởng. Để không bị con phát hiện, bác tránh vào rừng. Vào đến đó, bác thấy người con lớn đang ngủ rất ngon. Tất cả đã rõ ràng, và tiện đang cầm cái gậy, bác đánh cho người anh một trận chưa từng thấy. Sau đó bác nói: "Mày muốn ngủ, được lắm, bây giờ mày muốn ngủ đến bao giờ thì ngủ, cút đi, quần lười biếng, đồ nói dối." Người em thấy cha đánh và đuổi anh đi, liền khóc lóc năn nỉ cha cho anh ở lại. Cha nguôi giận cho anh ở lại. Từ đó về sau, người anh hối hận, sửa đổi tánh xấu và trở nên người chân thật siêng năng. Câu chuyện những lời thị phi. Một bác nông dân cùng con trai đi chợ. Con ngồi trên lưng lừa, còn cha đi bộ theo sau. Một người đi qua kêu lên: "Đấy, con trai thì ngồi ung dung trên lừa, để bố già lững thững đi bộ theo." Người con liền nói: "Bố thấy không, họ nói có lý đấy, để con đi bộ cho." Người bố đành nghe con, vì ông rất sợ những lời thị phi. Họ đi một đoạn nữa, lại nghe thấy một người khác bình phẩm: "Này, ông đã già đến nỗi không đi được sao, mà bắt con chạy lẻo đẻo theo sau như thế?" Ngại lời góp ý, bác nông dân bèn nhấc con lên ngồi trên lưng lừa cùng mình. Họ chỉ đi được một quãng ngắn, thì đã có một người bước ra chắn đường họ. "Không biết xấu hổ, bắt con lừa ốm yếu thế kia chở hai bố con to khỏe như vậy." Người cha tức giận nhảy xuống, người con cũng thế. Hai người đi bộ theo sau con lừa. Họ chưa đi được bao lâu thì một người qua đường khác lại gọi: "Sao mà dốt thế, để một con lừa đi không, trong khi các chủ nhân lại cuốc bộ dưới trời nắng gắt và đường thì bụi." Lúc ấy người nông dân mới quay sang con trai bảo: "Con đừng bao giờ nghe những lời thị phi nữa nhé, con trai." Câu chuyện người lái buôn nôn nóng. Một hôm, người lái buôn giàu có đi buôn về. Bác ta đã bán hết hàng và các bao tải của bác ta chất đầy hàng hóa, tiền vàng. Bác lên ngựa, vội vàng về nhà để cùng vợ kiểm số tiền kiếm được. Nhưng lúc bác sắp lên đường, một người thợ đóng móng ngựa chỉ cho bác chân trước của con ngựa. "Ngựa của bác có một móng bị lỏng, rời mất một cái đinh, bác có muốn tôi đóng lại cho bác không?"
Bác lái buôn rất nôn nóng muốn về nhà ngay, bèn nói: "Không cần, móng này còn đi được, vài cây số nữa chưa sao." Nói xong, bác lập tức phi ngựa đi, nhưng dọc đường, bác dừng lại ăn ở một hàng quán. Bác thấy cái móng ngựa lông đinh đã rơi mất. Người chủ quán bảo: "Ngựa của bác có một chân rơi mất móng, bác phải đóng móng vào đó đi thôi." Bác lái buôn đang nóng lòng về với vợ bảo: "Không cần, tôi về gần đến nhà rồi, chỉ còn chưa đến một chục cây số nữa thôi." Bác tiếp tục lên ngựa, nhưng con ngựa đau chân, đi khập khiễng rất chậm. Bác thúc nó đi nhanh vì trời bắt đầu mưa, gặp một vũng nước, nó trượt chân ngã và gãy chân. Bác lái buôn đành vác các bao tải đựng hàng và tiền đi bộ tiếp. Đêm khuya lắm, bác mới về tới nhà, mệt rũ và ướt sũng nước mưa. Vợ bác rất sốt ruột vì mãi chưa thấy chồng về. Khi biết chuyện, bác bảo chồng: "Đấy anh xem, một cái đinh tầm thường có thể gây ra bao nhiêu rắc rối. Vì anh nôn nóng quá, nếu anh bỏ ra một chút thời gian đóng lại cái đinh, thì anh đã về nhà đúng giờ và em đã không phải lo lắng." Câu chuyện chút suy tư trong ngày. Một bác thợ mộc đến tuổi về hưu, nói cho ông chủ thầu biết những dự tính của mình trong thời gian sắp tới. Bác sẽ xin nghỉ hưu để vui hưởng tuổi già với con cháu. Bác biết rằng nếu nghỉ việc thì tài chính của gia đình sẽ có phần nào hụt, nhưng bác tin rồi đây gia đình mình sẽ có cách xoay sở được. Ông chủ thầu tỏ ra tiếc khi thấy người thợ lành nghề xin thôi việc. Ông ta đề nghị bác cố xây giúp cho hãng thêm một ngôi nhà nữa rồi nghỉ, coi như là vì ông. Bác thợ đồng ý làm, nhưng ai cũng hiểu rằng bác miễn cưỡng nhận lời, chứ không thật lòng muốn nhận công việc này. Bác ta gọi đại một nhóm thợ có tay nghề kém để xây dựng căn nhà ấy. Khi ngôi nhà được xây xong, ông chủ thầu đến tiếp nhận công trình và trao vào tay bác chiếc chìa khóa nhà. Ông nói với bác: "Đây là nhà của anh, tôi biếu anh món quà này để cảm ơn anh đã làm việc cho công ty bấy lâu nay." Nhận được tin này, bác hối tiếc vô cùng. Chúng ta thì có khác gì bác thợ ấy, chúng ta xây dựng cuộc đời mình một cách cẩu thả, tùy tiện với tâm lý đối phó thay vì tích cực và chủ động làm cho nó thật tốt đẹp. Ở một vài thời điểm quan trọng trong cuộc đời mình, chúng ta không hề dốc hết sức lực để thực hiện mọi việc cho thật tốt. Thế rồi khi trông thấy tình trạng tồi tệ và nhận ra rằng mình đang sống trong căn nhà do chính tay ta dựng nên thì chúng ta cảm thấy bị sốc. Giá như được biết trước, hẳn chúng ta đã hành động khác đi. Hãy hình dung mình là bác thợ mộc, còn cuộc đời mình chính là ngôi nhà. Mỗi ngày bạn đóng đinh, lát sàn hoặc xây tường, bạn hãy xây nhà mình một cách khôn ngoan. Bạn chỉ có một cuộc đời mà thôi. Ngay cả trong trường hợp bạn chỉ còn sống một ngày, ngày sống đó cũng đáng để bạn sống sao cho tử tế và có tư cách. Tấm bảng gắn trên tường ghi rằng: "Cuộc sống của bạn hôm nay là kết quả từ thái độ sống và những lựa chọn của bạn trong quá khứ. Cuộc sống của bạn ngày mai sẽ là kết quả từ thái độ sống và những chọn lựa của bạn trong ngày hôm nay." Câu chuyện trâu rừng trả thù. Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung tại huyện Công Nô, Đắk Lắk đã có quy định cấm săn bắn thú rừng, nhưng vẫn có những người lén lút vào đặt bẫy. Ông Tám từ trước đến nay vẫn lén lút vào rừng đặt bẫy, bắt các loài thú về ăn thịt, có khi đem bán. Vợ con thường khuyên ông không nên săn bắt thú trong rừng cấm, nhất là sợ bị thú dữ hại, vì trước đó đã có nhiều người bị thú dữ tấn công giết chết, nhưng ông không nghe. Mỗi lần bẫy được thú, ông thường cùng bạn bè ăn nhậu. Trong số bạn nhậu của ông có hai người rất thân, thỉnh thoảng họ cùng đi với ông vào rừng đặt bẫy. Sáng nay, ông rủ hai người bạn nhậu vào rừng thăm bẫy, xem có bắt được con thú nào không. Ông dự định nếu chuyến này bắt được con mồi béo bở, bán lấy tiền tổ chức đi Tây Ninh vía bà một chuyến. Vì từ lâu ông nghe nói núi Bà Đen Tây Ninh rất đẹp và rất thiêng, nên ông rất muốn đi nhưng chưa có cơ hội. Nuôi hy vọng từ lâu, hôm nay ông hớn hở đi thăm một lượt các cái bẫy và ông nhận thấy có một cái bẫy đã bị sập, nhưng không thấy có con thú nào.
Ông nghĩ chắc có con thú bị sập bẫy đã thoát ra được và nó không thể đi xa vì vết thương do bẫy gây ra. Ông đoán chắc như vậy và họ cùng nhau đi tìm con mồi. Đang hớn hở tìm kiếm, bỗng từ trong lùm cây, một con trâu rừng đã bị què chân vì sập bẫy lao ra hút thẳng vào ông Tám. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, ông Tám không chạy kịp đã bị trâu rừng hút lòi ruột, chết tại chỗ. Hai người bạn may mắn chạy thoát được. Về tới nhà, họ kể lại cho mọi người nghe chuyện trâu rừng trả thù và sợ quá, hứa từ nay về sau không bao giờ đi săn bẫy thú nữa. Riêng ông Tám thì tan vỡ ước mơ, thay vì đi ví bà ở Tây Ninh, ông lại đi chầu Diêm Vương nơi âm phủ. Câu chuyện bị đọa làm chó. Fengjin là một ngôi làng rất đẹp, phần đông dân chúng sống ở đó là những nông dân chất phác, họ rất thật thà và chăm chỉ làm việc. Mọi người đều ăn ở hòa thuận với nhau, nên cuộc sống của họ rất hạnh phúc. Trong làng có một gã hèn mọn xấu xa, tên Sen, ông ta làm chủ một cửa tiệm nhỏ. Việc làm ăn buôn bán khá phát đạt, nhờ vậy lần hồi ông dành dụm được một số tiền. Sen thích uống rượu và ăn thịt chó. Khi rảnh rỗi, ông mua rượu và làm món thịt chó để tổ chức ăn nhậu. Ông thường nói với mọi người, thịt chó có mùi vị thơm tho và ăn ngon tuyệt, không có món gì khoái khẩu bằng món thịt chó nấu đúng điệu, và nhậu nó với rượu thật ngon. Ông Sen thích mời bạn bè đến dự tiệc, và trong nhiều năm, ông đã giết một số con chó để làm thịt. Năm 1956, ông Sen bị ốm. Ngày nọ, ông ngất xỉu, phải nằm liệt giường, nhưng các thầy thuốc không tìm ra nguyên nhân khiến ông ngã bệnh. Vợ ông hết lòng ở bên cạnh chăm sóc, nhất là sau khi ông bị liên tục té xỉu và ngất đi. Vào một đêm khuya, bỗng dưng ông Sen quay tròn và nhào lộn, nhưng bà vợ không thể giúp gì được ông. Rồi bà nghe ông nói lảm nhảm, bà ghé sát tai vào và hoảng kinh khi nghe ông nói: "Kìa, con chó đen khác đến, con chó vá đến cắn tôi, 2, 3, 4 và nhiều con chó khác nữa đếm không hết, xin bà con đến lôi giúp mấy con chó đó ra và xua đuổi chúng đi giùm cho." Rồi ông Sen la hét lớn tiếng khiến mọi người trong nhà thức giấc: "Hãy giúp tôi, hãy giúp tôi, ai đó, hãy đến cứu tôi với." Mọi người đều nghe tiếng ông, nhưng không ai thấy con chó nào hết. Tất cả đều đứng chứng kiến cảnh ông Sen quay tròn và nhào lộn trên giường. Lúc ấy trong cặp mắt ông thật dữ tợn. Những người thân của ông đều lắc đầu buồn rầu nói: "Chắc ông ta bị điên rồi." Ngay trước khi chết, ông Sen bò quanh dưới giường. Ông khom lưng đi bằng hai tay với hai đầu gối, gầm gừ và sủa như chó cho đến lúc qua đời. Con người vào lúc lâm chung nhắm mắt thường có các tướng trạng hiện ra báo trước cho họ biết họ sẽ tái sinh vào cảnh giới nào sau khi mất. Người chết một cách an lành sẽ sinh lên trời hưởng nhiều phúc lạc. Kẻ nào bị đọa vào địa ngục cũng có thể biết trước. Sự khổ đau bắt đầu hiện ra trước khi họ lìa đời, và họ chết một cách đau đớn. Ông Sen chắc sẽ bị đầu thai kiếp sau làm thân con chó, và nhìn gương ông bị quả báo nhãn tiền, một số người đã sợ hãi không dám ăn thịt chó nữa. Câu chuyện thương con đứt ruột. Đời nhà Tấn, Hứa Chân Quân thuở trẻ thường ưa thích săn bắn và lấy đó làm vui. Một hôm, anh đi vào rừng thấy một con hươu con, liền gương cung bắn chết. Hươu mẹ tự nhiên ở trong lùm cây gần đó chạy ra. Nó không sợ người, không sợ cung tên, đến chỗ hươu con âu yếm, liếm vết thương cho con, nước mắt tuôn rơi, rồi ngã lăn ra chết. Hứa Chân Quân tự nghĩ, thật lạ, tất cả thú vật thấy người, thấy cung tên đều hoảng sợ bỏ chạy. Tại sao con hươu này không sợ, và tại sao nó lại ngã lăn ra chết như vậy? Hứa Chân Quân đem cả hai con hươu về, trong lòng cứ thắc mắc mãi về cái chết của con hươu mẹ. Khi làm thịt, mổ bụng hươu con không thấy gì lạ. Lúc mổ bụng hươu mẹ, thấy đứt từng khúc ruột. Anh liền bật khóc. Tỉnh ngộ, động mối thương tâm,
than rằng: "Mình thật là ngu si, không bằng loài thú. Con hươu này cũng chỉ vì thương con mà không sợ chết. Đau đớn quá đến nỗi đứt từng khúc ruột như thế này. Vậy mà từ xưa đến nay, người ta vẫn tự hào là khôn hơn loài thú vật, có tình thương hơn thú vật. Nếu con mình chết, mình đau khổ như thế nào thì con nó chết, nó cũng đau khổ như thế đó. Tại sao con người vì miếng ăn ngon mà giết hại thú vật? Thật là bất nhân, không tôn trọng sự sống." Hứa Chân Quân hối hận, lấy cung tên bẻ gãy vứt bỏ, nguyện không bao giờ săn bắn thú vật nữa. Về sau được làm quan, làm việc một thời gian, Hứa Chân Quân từ chức về nhà chuyên tâm tu hành cho đến ngày công viên quả mãn. Vua nhà Tống xét đức độ tu hành và công lao cứu nhân độ thế của Hứa Chân Quân, nên đã sắc phong là Thần Công Diệu Tế Chân Quân. Câu chuyện vì ác báo nổi mục nhọt. Có một thanh niên thuộc hàng trưởng giả, gia tộc nhiều đời giàu sang phú quý và sinh sống tại thành Xá Vệ. Một hôm, nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng chánh pháp, cậu nhận thức được giá trị đích thực của hạnh viễn ly thế tục, bèn dốc lòng cầu đạo, từ giả gia đình xin Phật xuất gia. Được ngài thọ ký và cho vào tăng đoàn với pháp danh là Ti Sa. Thấy thời giờ như tên bắn, năm tháng tợ thoi đưa, sư Ti Sa dốc tâm thọ trì giới luật, tinh cần nghiên cứu kinh văn. Nhưng rủi thai, toàn thân sư bỗng dưng nổi đầy mục nhọt. Lúc đầu chúng to bằng hạt cải, sau đó chúng phát triển dần dần bằng hạt bắp, hạt đậu, và cuối cùng chúng vỡ ra, mụ máu rịn chảy loang lộ khắp người, đau nhức vô cùng, tanh hôi khủng khiếp. Bấy giờ sư được gọi là trưởng lão Bhutigata Tisa. Sau một thời gian, xương cốt của sư bắt đầu rệu rạo, cơ bắp bèo nhèo, y phục nhăn nheo vì mụ máu kết thành từng mảng khô cứng. Các bạn đồng môn pháp lữ đều rộng lòng thương xót, nhưng không ai dám đến gần chăm sóc sư, sợ bệnh tật lây lan. Họ đành phải nhẫn tâm khiêng luôn chiếc giường sư nằm ra ngoài và để trên mặt đất dưới một tàn cây râm mát. Bấy giờ Đức Phật theo thông lệ mỗi ngày nhập từ bi quán 2 lần, buổi sáng quán sát vạn loại hữu tình, buổi tối chiếu rọi muôn loài vô thức. Đức Thế Tôn từ tịnh thất tôn nghiêm trải tâm lân mẫn soi khắp tam thiên đại thiên thế giới, bắt gặp Sa Môn Ti Sa đang độ chín mùi trên đường tu chứng A La Hán. Ngài tự nhủ: Sa môn này đã bị huynh đệ đồng môn bỏ rơi, không được ai đói hoài thương tưởng. Nếu ta không giang tay tiếp sức, không an ủi, chăm sóc, thì sư còn biết nương tựa vào đâu. Đức Thế Tôn liền xả định, ra ngoài thiền thất, giả bộ dạo quanh tu viện một vòng, rồi đi thẳng vào nhà ung lửa. Ngài lấy một cái ấm đất khá lớn, rửa sạch, đổ đầy nước, xong bắt nó lên lò và thổi lửa đun. Khi thấy nước sắp sôi, ngài đến đứng cạnh giường Ti Sa, nhìn sư một lượt bằng ánh mắt từ ái cảm thông, như mẹ hiền nhìn đứa con thoi thóp mà vô phương cứu chữa căn bệnh hiểm nghèo, cô đặt nghiệp lực. Sợ Đức Thế Tôn lây bệnh, các sư lớn tiếng thưa: Bạch Thế Tôn, mời Thế Tôn đi cho, chúng con sẽ khiêng sư đó vào phòng. Họ khiêng Ti Sa vào phòng nấu nước. Đức Thế Tôn tự tay cởi y phục Ti Sa, lấy nước nóng tắm rửa, lau dặm từng vết lở nhầy nhụa khắp thân thể. Sau, Thế Tôn cho khiêng sư ra ngoài ánh nắng mặt trời để hong khô mục nhọt. Khi toàn thân được khô ráo, Đức Thế Tôn cũng tự tay mặc y hậu vàng tươi cho Ti Sa. Cảm thấy toàn thân khinh khoái, tâm trí tinh anh, Ti Sa chắp tay nhìn Đức Thế Tôn với ánh mắt lung linh và nụ cười hàm tiếu. Thế Tôn đứng cạnh gối Ti Sa nói: Này Sa Môn Ti Sa, ý thức tư duy sắp từ giả thầy rồi đó. Căn thân này sắp thành vô dụng như khúc gỗ mục nằm bên vệ đường. Nói xong, ngài đọc kệ: Rồi đây thân xác này sẽ nằm dài trên đất, bị vất nằm vô thức như gỗ mục bên đường. Đức Thế Tôn vừa đọc kệ xong
thì trưởng lão Buddhigasa Tisa chứng quả A-la-hán và vào Niết Bàn ngay. Đức Thế Tôn làm lễ quả táng cho trưởng lão, thu nhặt xá lợi và dựng tháp tôn trí. Thấy cử chỉ ân cần của Đức Thế Tôn, các sư thắc mắc hỏi: Bạch Thế Tôn, trưởng lão Buddhigasa Tisa sẽ tái sinh vào đâu? Tisa đã vào Niết Bàn. Này các thầy tỳ kheo, Bạch Thế Tôn, một sa môn cư mang trọng bệnh lại vào Niết Bàn. Tại sao xương cốt của sư rệu rạo ra như thế? Trong tiền kiếp, sư đã gieo trồng thiện căn gì mà kiếp này chứng quả A-la-hán nhanh vậy? Này các tỳ kheo, tất cả đều do thiện nghiệp của Tisa đã vun bồi từ kiếp trước. Bạch Thế Tôn, trưởng lão đã làm gì? Vậy thì hãy lắng nghe, này các thầy tỳ kheo. Vào thời Đức Phật Ca Diếp, Tisa là một tay bẫy chim chuyên nghiệp. Ông đã bắt vô số chim chóc, một nửa dâng cho hoàng gia, phần còn lại ông bán lấy tiền. Để giữ chim bắt được khỏi sảy, ông thường bẻ cánh, bẻ chân chúng và chất thành một đống, rồi đem bán chúng ngày hôm sau. Khi nào bắt được nhiều, ông dành một ít để chiên nướng và cùng thưởng thức với gia đình hay bạn bè. Một hôm, khi thức ăn đặc sản chim trời được xào nấu dành riêng cho ông, thì có một sa môn đã chứng quả A-la-hán đến cửa nhà khất thực. Ngắm nhìn trưởng lão, Tisa bỗng thấy trong lòng hân hoan, cảnh vật tươi mát, vợ con trông đẹp và dễ thương hẳn ra. Ông bèn nghĩ: Ta đã từng sát hại thụ hưởng quá nhiều chim muôn thú vật. Nay gặp trưởng lão từ bi đến nhà, sẵn có món chim rừng ngon tuyệt, ta sẽ cúng dường cho sư một ít lấy thảo. Ông đem thịt chim hầm và những thức ăn ngon khác đặt vào bát của sa môn, rồi ông chắp tay vái chào và nói: Bạch trưởng lão, nguyện cầu mai sau con được thành quả thù thắng như trưởng lão chứng ngộ vậy. Lành thay, xin hồng ân chư Phật chứng minh lời cầu nguyện chân thật của thí chủ. Này các tỳ kheo, chính công đức bố thí cúng dường vật thực cho bậc A-la-hán và nguyện lực thiết tha mà Tisa ngày nay chứng thành đạo quả. Và cũng chính vì bẻ cánh, bẻ chân các loài chim mà Tisa phải cưu mang trọng bệnh, xương cốt rệu rạo lở loét khắp người. Nhân quả tương ưng như hình với bóng. Các thầy thấy đấy. Hay quá, hay quá, Bạch Đức Thế Tôn. Đại chúng chắp tay đồng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư, đảnh lễ ngài và lui ra. Câu chuyện oán thù vai trả. Lúc Đức Thích Ca Mâu Ni trụ tại thành Vương Xá, một hôm có một người lái buôn tên gọi là Phất Ca Sa muốn đi mua hàng quá, nên sáng sớm đi đến thành La Việt. Nhưng vừa tới cổng thành thì đã bị một con trâu hút chết. Chủ con trâu thấy thế, sợ nếu giữ con trâu hung ác này lại thì về sau thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện không lành, nên đem con trâu đi bán với một giá rẻ mạt. Người chủ mới mua trâu xong bèn dắt trâu về nhà. Đi được nửa đường thì gặp một con sông, ông muốn cho trâu uống nước. Không ngờ bản tính hung bạo dữ dằn của nó thình lình trỗi dậy. Nó dùng sừng hút người này chết tươi. Người nhà của nạn nhân thấy thế nổi giận, đem con trâu đi giết, rồi đem thịt ra chợ bán. Có một người nông phu tham giá rẻ, mua đầu trâu về, lấy dây cột sừng trâu lại rồi xách về nhà. Ấn Độ là một nước nhiệt đới, vô cùng nóng bức. Người nông phu đi được một đoạn đường thì vừa nóng vừa khát, bèn treo đầu con trâu lên một cành cây, rồi ngồi dưới gốc cây này nghỉ ngơi. Quái lạ thay, sợi dây cột đầu con trâu mắc lên cành cây, bỗng dưng vô cớ đứt đoạn, khiến đầu con trâu rơi xuống, trúng ngay đầu người nông phu. Ông này bị trọng thương mà chết ngay tại chỗ. Chỉ trong vòng một ngày mà con trâu đã giết chết hết ba người. Vua Tần Bà Sa La nghe tin này rất lấy làm lạ, biết rằng bên trong phải có nguyên do gì đây. Ông bèn dẫn một số đại thần đem hoa quả hương đèn tới núi Linh Thứ lễ Phật, rồi thỉnh ngài thuyết giảng cho nghe. Đức Phật kể cho vua Tần Bà Sa La nghe rằng, hồi xưa,
có ba người lái buôn đi qua nước láng giềng làm ăn mua bán. Họ muốn để dành tiền, nên chiều hôm ấy, thay vì đi tìm khách sạn, thì lại ghé đến nhà một bà lão xin mướn một căn phòng. Hai bên thỏa thuận giá cả xong, họ ở nhà bà lão ngủ qua đêm ấy. Sáng hôm sau, bà lão có việc phải đi ra ngoài. Ba người thừa cơ hội bà vắng mặt, liền lẻn trốn đi mất. Về đến nhà thấy thế, bà lão tức giận vô cùng, đuổi theo họ đòi tiền. Ba người phải gánh vác hành lý nặng nề, nên đi chưa được xa, đã bị bà lão bắt kịp. Họ thấy bà lão già cả, dễ ức hiếp, nên nặng lời nhục mạ, chửi mắng bà. Bà lão không làm gì được họ, phẫn uất mà nói: "Mấy người chỉ là một phường vô lại, thấy tôi già cả nên ức hiếp nhục mạ tôi. Nhưng hành động này của mấy người, thế nào cũng có ngày trả báo. Kiếp này tôi không làm gì mấy người được, nhưng kiếp sau, dầu tôi có sinh ra làm người, hay dầu có mất thân người đi nữa, tôi cũng quyết sẽ báo thù. Tôi sẽ giết hết cả ba người, có thế mới hả được niềm căm hận này." Đức Phật thuyết câu chuyện nhân duyên quả báo ấy xong, Ngài nói tiếp: "Con trâu hung ác chỉ nội trong một ngày mà giết hại đến ba mạng người, chính là bà lão tái sinh. Ba người lái buôn đã khinh miệt bà lão trong kiếp xưa, kiếp này đã lần lượt bị trâu hút chết trong vòng một ngày. Tội phúc như một chiếc bóng đi theo mỗi người, mình khinh miệt người khác mà làm việc trái với lương tâm, thì cũng chỉ có mình tự chịu lấy quả báo đau khổ về sau mà thôi." Câu chuyện người bán ghè nước. Hai người cùng buôn ghè nước ở thành Xá Vệ, một người tên Nhân và một người tên Kiệt. Nhân tánh tình cởi mở, hòa ái và chân thật, nên được lòng khách hàng. Việc buôn bán của anh cũng mau lẹ và phát đạt. Kiệt tánh tình keo kiết, nóng nảy, thô lỗ và gian xảo, dễ mất lòng khách hàng. Việc buôn bán của anh thường gặp nhiều trở ngại. Một hôm, hai người cùng vào thành phố bán ghè nước. Từ khu họ ở đến thành phố phải vượt qua một con sông. Họ thường rời nhà vào lúc 7 giờ sáng và đến 18 giờ chiều mới trở về. Họ cùng thỏa thuận với nhau, khi đến thành phố, mỗi người đi một đường. Họ cũng thỏa thuận với nhau, nếu ai đi vào một con đường rồi mà bỏ đi, thì người kia có quyền đi vào con đường ấy. Kiệt vừa đi vừa rao: "Ghè nước đây, ai mua ghè nước không?" Có một gia đình triệu phú làm nghề đánh cá, bao nhiêu tài sản đầu tư cho con tàu, không may đi ra biển bị bão đắm tàu. Toàn bộ người chết hết và tài sản cũng tiêu tan. Còn lại hai bà cháu ở nhà nên sống sót. Gia đình rơi vào cảnh túng thiếu, bà và đứa cháu gái phải đi làm mướn để kiếm sống qua ngày. Trong nhà có một cái bát mẻ bằng vàng mà người triệu phú dùng để ăn cơm. Do ông chết bất ngờ nên hai bà cháu không biết cái bát mẻ đó là bằng vàng, vì toàn bộ chén bát trong nhà đều màu vàng, hiện nó nằm lẫn lộn trong đống bát. Bé gái thấy người bán ghè nước đi qua nhà, liền nói với bà nội: "Nội ơi, nội cho con món gì để đổi lấy ghè nước?" Bà nội thở dài: "Nhà ta hiện giờ xác xơ, còn cái gì để bán nữa đâu cháu." Thấy cái bát mẻ nằm trong đống bát, đứa cháu liền nói: "Nội cho con cái bát mẻ này để đổi lấy ghè nước nha." "Ừ được, con gọi cậu ta vào đi." Đứa cháu gái chạy ra cửa gọi anh bán ghè vào: "Thưa chú, cháu có cái bát mẻ này, xin chú đổi cho cháu một ghè nước." Cầm cái bát mẻ, anh Kiệt nhìn kỹ và phát hiện ra đó là bát bằng vàng thật. Do lòng tham không đáy, muốn chiếm không của người, anh nói: "Ôi, cái bát mẻ này không đáng nửa xu nữa, có bỏ vào thùng rác cũng chẳng ai thèm lượm." Anh bán ghè giả vờ quẳng cái bát xuống đất rồi bỏ đi. Anh nghĩ là bà cụ và cô bé không biết đó là bát vàng và sẽ bỏ vào thùng rác. Anh dự định đi một lát rồi quay trở lại để lượm và sẽ trở thành nhà triệu phú. Anh vừa đi khỏi con đường đó thì Nhân đi vào, anh rao: "Ai mua ghè nước không?"
Đứa bé gái nghe có người khác rao liền chạy ra gọi. Nhân vào nhà, khi nhìn cái bát, Nhân nhận ra ngay là đồ quý. Thưa cụ, cái bát này bằng vàng trị giá 1.000.000 đồng. Bà cụ mừng quá. Vậy mà hồi nãy anh kia nói không đáng giá nửa xu. Thưa cụ, hiện con không đủ tiền, con xin tạm ứng cho cụ 500.000 đồng và một số hàng hóa ghè nước. Ngày mai con sẽ trở lại đưa nốt số tiền cho cụ. Nhìn anh Nhân gương mặt phúc hậu, hiền lành, thật thà, bà cụ đồng ý ngay. Nhân đưa tiền cho bà và nhận bát vàng, rồi trở ra bờ sông để về nhà. Kiệt trở lại nhà bà cụ và cô bé, hy vọng tìm thấy cái bát vàng trong thùng rác trước cửa nhà. Nhưng tìm mãi mà không thấy, anh liền vào nhà nói: "Đem cái bát mẻ ra đây, ta đổi cho một ghè nước." Bà cụ chỉ tay vào mặt anh rồi nói: "Tên dối trá kia, cái bát mẻ không đáng nửa xu, mi còn đến đây làm gì? Bà đã bán cho người bạn của mi rồi." Bị mất một món hàng béo bở, anh ta tức giận la lên: "Đồ thằng ăn cướp, dám phỏng tay trên của tao, đồ ăn cướp, hãy trả lại cho tao." Anh tức giận la lối, phóng ra khỏi nhà như kẻ điên, vừa chạy vừa la: "Trả lại tao, đồ ăn cướp." Anh chạy ra tận bờ sông, thấy chiếc thuyền của Nhân đã đi gần tới bờ bên kia, anh gào hét chửi bới. Vì quá tức giận nên anh hộc máu tươi, ngã lăn xuống đất mà chết. Câu chuyện một ly sữa. Một cậu bé nghèo làm nghề bán hàng rong để kiếm tiền học. Một ngày nọ, nhận thấy mình chỉ còn mỗi một hào mà bụng đang đói, cậu định bụng sang nhà kế bên xin một bữa ăn. Một phụ nữ trẻ đẹp ra mở cửa. Bối rối trước cuộc gặp gỡ không chờ đợi này, nên thay vì xin ăn, cậu lại xin uống. Người phụ nữ đoán là cậu đang đói, bèn mang cho cậu một ly sữa lớn. Cậu chậm chậm nhấp từng ngụm sữa rồi hỏi: "Cháu phải trả cô bao nhiêu tiền ạ?" Người phụ nữ trả lời: "Cháu không nợ cô cái gì cả. Mẹ cô đã dạy không bao giờ nhận tiền trả cho lòng tốt." Cậu bé cảm kích đáp: "Cháu sẽ biết ơn cô từ sâu thẳm trái tim cháu." Khi ra đi, cậu cảm thấy khỏe khoắn hơn và niềm tin của cậu vào con người như cũng mãnh liệt hơn. Trước đó, cậu gần như muốn đầu hàng số phận. Nhiều năm sau, người phụ nữ ốm nặng, các bác sĩ địa phương đều bó tay, họ chuyển bà đến thành phố lớn để các chuyên gia nghiên cứu căn bệnh lạ lùng này. Tiến sĩ Kenley được mời đến tham vấn. Khi ông nghe tên thị trấn nơi người phụ nữ ở, một tia sáng ánh lên trong mắt ông. Ngay lập tức, ông khoác áo choàng và đi đến phòng bệnh của người phụ nữ nọ. Ông nhận ra ngay ân nhân của mình năm xưa. Quay về phòng hội chẩn, ông quyết định sẽ dốc hết sức để cứu sống bệnh nhân này. Và cuối cùng, nỗ lực của ông đã được đền đáp. Tiến sĩ Kenley đề nghị phòng y chuyển cho ông hóa đơn viện phí của ân nhân xem lại. Ông viết vài chữ bên lề của tờ biên lai và chuyển nó đến người phụ nữ. Bà nhìn tờ hóa đơn, biết rằng mình sẽ phải thanh toán nó cho đến hết đời mới xong. Bỗng nhiên, có cái gì đó bên lề khiến bà chú ý và đọc được những dòng chữ này: "Trị giá hóa đơn bằng một ly sữa. Ký tên Tiến sĩ Kenley." Câu chuyện phước báo hiện tiền. Thuở xưa, có một cặp vợ chồng rất nghèo khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, sống rất khổ sở, thường bị đói lạnh bức bách mà không làm gì khác hơn để thay đổi tình thế được. Tuy họ đi khắp nơi tìm việc khó nhọc để làm, nhưng việc làm quá khó kiếm. Nhìn thấy thiên hạ giàu có dư giả, còn mình thì cùng khốn như thế, hai vợ chồng không ngừng cùng nhau than vắn thở dài. Trở về căn nhà rách nát của mình, người chồng tên Kệ Di La ngồi trước mặt vợ nói rằng: "Đức Phật có nói, người ta nghèo khổ là vì kiếp trước bủn xỉn tham lam. Tuy giàu có, gia tài vạn ức, mà nếu không tu phúc, không bố thí, thì kiếp sau chắc chắn không thể sống sung túc được." Kệ Di La ngừng một lúc
rồi lại nói tiếp: "Thang ôi, chúng ta kiếp trước không tu phúc, không biết gieo trồng phúc điền, nên kiếp này cùng khốn như vậy." Vợ ông nghe thế, vọt miệng nói mà không suy nghĩ: "Thế thì bây giờ mình tu phúc đi, đời này mình không giàu có thì hy vọng đời sau sẽ khá hơn." "Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như bà, nhưng hiện tại ba bữa ăn một ngày mình còn kiếm không ra, lấy tiền đâu mà bố thí cúng dường đây?" Nói tới tiền thường làm cho người ta nhức đầu, không biết phải làm cách nào để đào cho ra. Nhưng đàn bà thường nhanh trí, nên người vợ nghĩ ra ngay một giải pháp, nói với chồng rằng: "Đừng lo, ông hãy đem tôi đi bán, làm đầy tớ cho người ta, lấy số tiền đó làm phúc, có khó gì đâu." Bà thấy giải pháp của mình rất hay, nhưng Kệ Di La lắc đầu thở dài: "Không, không thể làm như thế được. Tôi đem bà đi bán cho người ta rồi, làm sao tôi sống nổi đây?" Vì cặp vợ chồng tuy nghèo khổ, nhưng tình cảm của họ với nhau rất mặn nồng. Người vợ lại nói: "Nếu ông không bỏ tôi ra được, thì cả hai chúng ta đều đem thân đi bán để lấy tiền làm Phật sự, thì việc thiện đó lại càng có giá trị chứ sao?" Hai vợ chồng bàn tính và quyết định rồi, bèn đến nhà một phú ông kể rõ ngọn nguồn. Phú ông ưng thuận mua họ, hai bên thỏa thuận giá cả, kỳ hạn cho họ 7 ngày để lập hội trai tăng cúng dường. Sau 7 ngày, hai vợ chồng sẽ trở lại nhà phú ông làm đầy tớ trả nợ. Cầm số tiền trong tay, hai vợ chồng Kệ Di La mừng rỡ vô cùng, chạy mau đến chùa lập hội trai tăng cúng dường. Hai người quên hết tất cả mọi khổ sở, hết lòng hết dạ phụng sự đại chúng. Họ cảm thấy rằng đó là những ngày quý giá nhất đời họ, và cũng là những gì cuối cùng thuộc về họ. Trong suốt 7 ngày ấy, họ muốn thay đổi vận mệnh của mình và tu nhân phước đức cho đời vị lai. 6 ngày trôi qua, đến ngày cuối cùng, bỗng nhiên nhà vua cũng đến chùa mở hội trai tăng. Theo tục lệ thì khi vua đến, bất kỳ người nào cũng phải nhường chỗ cho vua cúng dường trước. Nhưng Kệ Di La nhất định không chịu nhường. Nhà vua không bằng lòng, cho triệu Kệ Di La đến. Trước mặt nhà vua, Kệ Di La thật tình tâu rằng: "Tâu bệ hạ, xin bệ hạ tha lỗi hạ thần vô lễ. Chỉ vì hôm nay là ngày cuối cùng thuộc về hạ thần, ngày mai hạ thần thuộc về người khác mất rồi, cho nên hạ thần không thể nhường cho bệ hạ ngày cuối cùng của hạ thần để làm việc trai tăng." Nhà vua nghe thế, bèn hỏi Kệ Di La nhân duyên gì lại đến đây làm lễ trai tăng cúng dường, và nhất là tại sao bắt đầu từ ngày hôm sau lại thuộc về người khác. Kệ Di La kể hết mọi sự việc cho vua nghe. Vua cảm thấy tội nghiệp họ và khen ngợi tinh thần không tiếc tiền, không tiếc thân, không tiếc mạng sống của họ. Vì vậy, vua ban cho họ rất nhiều quần áo, của cải quý giá và còn cấp cho rất nhiều đất để họ lấy đó kiếm sống. Nhân quả không bao giờ lừa dối ai. Người nào chân thành phát tâm bố thí cúng dường, tự nhiên sẽ gặp cơ hội phát tài không thể nào ngờ được. Chuyện dũng mãnh. Xưa kia, có một vị thiền sư tên là Diệu Pháp ở chùa Dư Sơn. Tuổi đã ngoài 70. Một hôm, thiền sư đang ngồi niệm Phật trên bàn thạch, bỗng thấy một người nhảy xuống suối tắm, cách thầy độ 10 thước. Thầy trừng mắt nhìn một hồi lâu, rồi than rằng: "Bản tính chúng sinh chẳng phải là dữ, chỉ vì mê mà đến nỗi gây nên tội ác như kia. Đời này mắc lưới pháp luật, đời sau phải đọa làm tam đồ, biết mấy kiếp mới ra cho khỏi." Người đi tắm kia độ 30 tuổi, mi to mày rậm, vai rộng lưng dài, nghe tiếng được tiếng mất, vội vàng lên bờ mặc áo, rồi đến hỏi: "Tôi tắm can chi đến thầy, mà thầy lại rủa tôi chi chi, những là tam đồ, là độc ác?" Thầy Diệu Pháp đáp: "Nam mô A Di Đà Phật, tôi là người tu hành, lẽ đâu sinh lòng rủa ai? Anh đừng ngờ vực mà mang lấy tội, vì tôi thấy anh tai nạn sắp đến nơi, sẽ bị gông cùm khổ sở nên tôi thương xót, thở than một đôi lời, chứ không có ý gì ác cả."
thầy già lẫn quán mắt, thầy sao biết được tai nạn của tôi mà nói càng như vậy? Anh thật là nóng nảy quá, tôi tu hành đã lâu năm, lẽ đâu phạm giới vọng ngữ. Khi vừa thấy anh, tôi đã biết nghề anh làm không phải là nghề lương thiện. Có nhân duyên thì có quả báo, anh còn mê nên không biết đó thôi. Ước chừng trong một tháng nữa, dù anh cao bay xa chạy thế nào cũng mắc lưới pháp luật. Anh ta giật mình, chắp tay lại thầy và nói: "Thầy thực là một vị đại sư đoán không sai một mãi may, con tự biết tội lỗi đã nhiều, xin thầy liệu có phương pháp gì cứu con khỏi tai khỏi nạn?" Cứu khổ, cứu nạn là bản nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng từ nay về sau, anh phải biết sửa đổi tâm tánh, thường niệm tên Ngài thì thế nào cũng thoát khỏi tai ách. Bạch thầy, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát vì sao mà được phép màu như vậy? Các vị Phật, Bồ Tát cũng một tâm như mình cả. Vì có công tu tập nên tâm ấy được hoàn toàn tấn hóa, rũ sạch các mê lầm và chứng được công đức vô lượng vô biên. Người đời cũng một tâm như vậy, nhưng vì không chịu tu tập nên bị màn vô minh bao phủ, dễ mắc vào lưới tham sân si, phải luân hồi mãi mãi. Cổ nhân có câu: "Nhất thất nhân thân, vạn kiếp nan phục." Nghĩa là một phen mất thân người, muôn kiếp khó được lại. Như thế, được sinh làm người, nghe được Phật pháp mà không biết tu hành cho giải thoát thì uổng biết chừng nào. Lỡ làm điều tội lỗi rồi phải sa đọa vào địa ngục, ngạ quỷ súc sinh thì muôn kiếp thoát ra không nổi. Anh nên nghe lời tôi, về nhà tự tu tự tỉnh, đừng để đến khi lửa cháy đến mi thì dù có lo cũng không còn kịp nữa. Nghe thầy nói xong, anh liền ra về, ra tuồng hối hận. Vài bữa sau, khi thầy đưa ngồi tọa thiền niệm Phật, thấy một người đến trước mặt quỳ lại ba lạy và xin quy y làm đệ tử. Thầy hỏi: "Anh có phải là người tắm bữa trước không? Anh quê quán ở đâu? Suy nghiệm thế nào mà nay đến đây xin xuất gia đầu Phật?" "Nam mô A Di Đà Phật, tên con là Dũng Mãnh, ở làng này. Con nhà lương thiện, khi còn nhỏ cũng có theo học chút ít về nho giáo, nhưng chẳng may cha mẹ mất sớm, không ai dạy bảo. Rong chơi trong xóm, đánh cờ đánh bạc, bài mưu định kế, gian xảo đủ điều, mà gia tư càng ngày càng sa sút. Khi ấy, các bạn lại rủ rê thêm một nghề ăn trộm nữa. Lòng tham sẵn, biết đâu là phải trái, miễn được đồng tiền. Ban đầu con còn e ngại rụt rè, đến sau tập giữ thành tánh, chỉ biết rình ngõ dò đường cho thành thuộc, nghĩ mưu mẹo cho khôn ngoan, cốt lấy được nhiều tiền là sung sướng, chứ không biết gì nữa hết. Con ma tham dục đã dắt lối đưa đường, dù mưa to gió lớn cũng ngồi chỗ xó vườn không biết chi lạnh lẽo. Một mực trèo tường đào gạch, cậy đố khoét vách, vào những nơi hổ quyệt mà cũng không biết gì là nguy hiểm, dẫu được của như nước mà cũng không giàu có hơn ai. Ngày tháng qua đi, từ khi gặp thầy, về nhà ngồi nghĩ lại những hành động ấy mà rùng mình rợn óc. Ôi, vì con mà bao nhiêu người tan cửa nát nhà, vì con mà bao nhiêu người phải đau lòng xót ruột. Càng suy nghĩ càng thương, thương đến nỗi ước chừng các của lấy được, giá có còn cũng đem trả lại hết. Ngờ đâu, ngẩn ngơ đôi ba ngày mà xem trong lưng gạo không tiền hết. Con ma ích kỷ thúc giục bên tai con, cái đói đã tới cời bên tai. Thôi, xếp đạo đức lại mà đi kiếm gạo. Bấy lâu con rình nhà bà quản oai, một nhà giàu có, đường xá thông lào cả rồi. Hôm nay lại mưa to gió lớn, trời tối như mực, cũng nên qua nhà ấy mà kiếm món tiền để tiêu. Thói cũ lại tuôn ra như nước. Con bất giác vai mang đồ nghề bước ra, đi thẳng đến nhà bà quản oai. Bấy giờ chỉ có một mẹ một con ở nhà, nên con lách dậu thuốc chó, rồi chắc có lẽ đêm ấy cũng được món tiền kha khá. Con lần bước đến gần, nhìn vào cửa thấy một người con gái tuổi trẻ đưa ngồi tựa án, trong ngọn đèn khuya, đầu tóc rối bù, ra dáng âu sầu khổ não. Con đứng nép bên trái nhà chờ cho cô ta đi ngủ.
ngờ đâu từ canh một đến canh tư mà thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng đi ra đi vào. Tâm sự con đêm hôm ấy bối rối tợ tơ vò. Khi nhớ đến thầy dạy thì muốn quay trở về, mà cứ hễ cất bước đi thì con ma tham dục kéo níu trở lại, không sao về được. Đêm khuya thanh vắng, nghe trong mình mỏi mệt dường nào thì lòng tham lại thôi thúc lên chừng nấy. Khi sắp đến canh tư, trong lòng con chỉ còn là một thằng ăn trộm hung dữ mà thôi, không còn nhớ lời thầy dạy bảo gì cả. Rồi lại nhìn lối cửa sau một lần nữa, cũng vẫn thấy cô ta còn thức. Khi bấy giờ tức giận nổi lên, còn rút dao phá cửa, quyết vào giết đi cho đáng kiếp. Đến bây giờ con nghĩ lại thật là vô lý quá, nhưng khi đó lòng tham đã nổi lên, còn biết chi là phải trái. Của người ta để trong rương mà nghĩ như của mình, thì người thức không cho mình lấy, tức là người giữ, phản đối với mình. Vì vậy mà mình giận, mình quyết giết người ta cho bằng được. Ôi, cái năng lực của con ma tham dục nghĩ mà ghê mà sợ. Một người đã được nghe lời phải, lại biết hối hận như con, mà còn tối tâm mù mịt, làm càng làm dở, huống chi ai ai. Thật đáng thương cho những người còn mắc trong vòng tham dục. Con vừa phá cửa vào, thì người con gái ấy đứng dậy một cách tỉnh táo bảo con rằng: "Chú ơi, chú cứu mẹ tôi với, mẹ tôi đau mệt, thầy thuốc chạy cả, chỉ còn một chút hơi thở thoi thóp mà thôi. Anh tôi đi xa, kinh không về kịp, không biết làm sao bây giờ. Chú có phương chi cứu mẹ tôi, thì dù bổ đầu lấy não, mổ bụng lấy gan của tôi cũng đành lòng chết thay cho mẹ tôi. Xin chú làm ơn cứu mẹ tôi với." Lúc ấy, kỳ thực cô ấy chỉ biết có mẹ đau mệt, gặp ai thì xin cứu mạng, chứ không còn biết chi nữa cả. Con thấy lòng cô ấy chí hiếu như vậy, cũng cảm động rơi nước mắt. Sực nhớ lại thầy dạy, con liền khuyên cô ta đặt bàn thờ giữa sân, mà niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu ngài linh ứng cứu cho bà mẹ sống lại. Cô ta nghe lời mừng rỡ khôn xiết, đặt hương án ngoài sân, khấn quỳ niệm Phật, lại nhờ con ngồi bên trong giúp bà mẹ cô ta. Con nghĩ cũng ngán thiệt, ai ngờ trong đời lại có người lạ như thế, ăn trộm đã phá cửa vào nhà, không kêu la người cứu thì thôi, lại trao cả nhà cửa tài sản cho người ăn trộm nữa. Cô ấy quỳ niệm Phật ngoài sân, đêm hôm tối tăm lại thêm gió trời lạnh lẽo mà không hề lay động, thật là chí thành chí kính. Khi ấy, nếu con muốn lấy của, dù vơ nhặt cả tài sản cũng không ai biết. Nhưng con thấy người con gái hiếu hạnh như vậy, nghĩ đến phận mình làm trai càng thêm tủi hổ. Lòng tham của con đã tiêu tan hết, con chỉ còn nghĩ thân người cũng như thân mình, lo trông nhìn bà mẹ cô ta, chứ không còn nghĩ đến tiền bạc nữa. Con lại sực nhớ tới thầy là một vị cao tăng đại đức, mới thấy con mà thầy đã biết đầu đuôi gốc ngọn. Chắc ai cầu khẩn chuyện chi, thầy cũng hiểu rõ, nên con cả đêm cầu thầy cứu mạng cho bà quản oai, kẻo tội nghiệp quá. Quả nhiên, đến khi gần sáng, có một vị đạo nhân trong chùa ra đưa cho cô con gái quỳ ngoài sân một chén thuốc. Thuốc có linh nghiệm hết sức, vừa đổ vào miệng là bà quản oai đã hắt hơi thở một tiếng mạnh, chân tay nóng lên rồi mở mắt ra một cách tỉnh táo. Bà bảo người con gái: "Con ơi, ngờ đâu mẹ còn sống được trông thấy mặt con." Bà lại chỉ con mà hỏi: "Có phải nhờ chú này mà mẹ sống lại chăng?" Cô con gái thưa: "Dạ phải." Bà bảo con gái lại tạ ơn con rồi nói: "Mẹ trông chú này cũng thiếu túng lắm, con hãy vào trong nhà lấy một món tiền khá lớn, đưa cho chú về tiêu dùng. Người sống hơn đống vàng, con đừng suy ít tính nhiều mà mang lấy tội. Chú túng cũng như mình túng. Con lấy mau đi, mang ra đây để chú còn về nghỉ ngơi, kẻo chú thức khuya mỏi mệt." Con liền đáp: "Chút công nhỏ mọn đâu dám kể ơn, bà sống lại đây là nhờ lòng hiếu hạnh của cô em chí thành cầu nguyện, cảm động đến chư Phật. Tôi không giấu chi bà, tôi chính là một thằng ăn trộm. Khi tôi phá cửa vào nhà, thấy cô em chí hiếu, cảm phục bội phần,
nên không nỡ hạ thủ. Một đêm tôi đã giác ngộ được rồi. Muôn sự lỗi lầm từ trước, tôi xin sám hối. Từ nay nhất định cắt tóc đi tu. Của cải thế gian tôi không cần dùng làm chi nữa đâu, mà bà phải đền ơn đáp nghĩa. Thưa thầy, sau khi từ giã hai mẹ con bà Quảng Oai, con đi một mạch đến đây để bạch thầy xin xuất gia đầu Phật. Con xét lại ăn năn hết sức, người ta cũng một tâm mà sao lại hiếu hạnh khiêm cung, mình cũng một tâm mà sao lại gian tham độc ác. Nói rộng ra, Phật cũng một tâm mà sao lại từ bi hỷ xả, nhu hòa, nhẫn nhục, công đức vô lượng vô biên. Con cũng một tâm mà sao lại tham sân si hiểm độc, ích kỷ hại người, tội ác vô cùng tận. Như vậy nghĩ mà ghê mà gớm cho tâm mình. Muốn bỏ cái tâm ấy đi, rồi tu theo cái tâm tốt lành như của chư Phật. Thưa thầy, con đã trình bày đầu đuôi gốc ngọn, muôn sự về trước đều sám hối cả. Xin thầy tin lòng mà thu nhận làm đồ đệ. Con nguyện một lòng xin theo lời thầy dạy bảo, dù có chết cũng không chối từ. Đại sư im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng bảo: Tập quán anh đã nhiều kiếp nhiều đời, phép tắc giới luật nhà Phật, e về sau anh chịu không nổi. Nhưng anh đã nguyện thì hễ tôi dạy bảo chi, anh cũng phải nghe lời. Tinh tấn tu học, dù thác cũng không nan từ. Sau đó, thầy liền làm lễ thế pháp, truyền giới, giảng lý duy tâm và dạy dũng mãnh ngồi kiết già niệm Phật theo phép nhất hạnh tam muội. Dũng mãnh nhờ túc căn đã sẵn, giảng đâu hiệu đó, vừa thọ pháp xong liền tạ ơn thầy và thưa: Con nhiều kiếp nhiều đời say mê trong bể khổ, nay nhờ thầy chỉ bảo đã biết đường tu tập. Nhưng con trộm nghĩ, con còn phải mang lốt dũng mãnh này thì dù có cao đàm diệu luận đến đâu cũng khó lòng phát khởi tính tâm cho thế gian được. Vậy con xin phép thầy tọa thiền niệm Phật dưới gốc cây này, chờ đến khi nghiệp chướng tiêu diệt, thực tướng hiện tiền, bỏ thân này mà vãng sinh tịnh độ. Về sau mai ra mừng Phật thọ ký, con cũng nguyện phân thân trở lại xứ này để cùng thầy hoằng tuyên Phật pháp. Đại sư nhủ: Nhất cú Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây phương. Con hãy cố gắng trì niệm, tinh tấn niệm Phật thì lo gì không chứng được quả vãng sinh cực lạc. Từ đấy, mỗi ngày đại sư thường thăm hỏi khuyên nhủ dũng mãnh và chỉ đường tu tập. Trong 7 ngày đêm, dũng mãnh ngồi kiết già nhập định, đến ngày chót phá màn vô minh, thấy được chân như bản tánh, dũng mãnh xét mình sắp xả báo thân, nên đến đảnh lễ tôn sư, giả từ đạo hữu. Trưa hôm sau, cả tăng ni, đạo hữu trong chùa đều đến hộ niệm. Bổn đạo xa gần nghe tin, đến xem đông vô kể. Thầy dũng mãnh ngồi kiết già, hai tay chấp rồi niệm bài kệ rằng: Biến quang pháp giới, bản vô nhất Phật, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Đọc bài kệ rồi, trời đã đúng ngọ, thầy dũng mãnh nhập tịch, mùi hương bát ngát, hào quang sáng ngời. Tăng ni đạo chúng lại sờ mình thầy dũng mãnh, thấy đã viên tịch. Nhìn cây đại thọ trước cửa chùa, cành lá đều ẩn sắc vàng, các thứ chim tụ về kêu nhịp nhàng như là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Hơn 3 ngày bầy chim mới giải tán. Câu chuyện chết cả gia đình. Batakara là con gái một gia đình giàu có ở Xá Vệ, gia sản lên đến 400 triệu. Nhan sắc cô tuyệt đẹp, 16 tuổi được cha mẹ cho ở tầng chót tòa nhà 7 tầng, canh gác cẩn thận. Tuy vậy, cô vẫn thông gian với gia đồng của mình. Cha mẹ đã hứa sẽ gả cô cho một chàng trai đồng giai cấp. Ngày cưới gần kề, cô bảo tên gia đồng hãy tìm cách mang cô khỏi nơi này, nếu thật sự thương yêu cô, và họ đồng ý trốn đi. Đến ngày hẹn, cô dậy sớm ăn mặc dơ bẩn, tóc tai rối bù, còn bết thêm bụi đỏ vào mình. Cầm bình đựng nước, giả bộ ra ngoài kiếm nước để đến chỗ hẹn. Rồi cả hai đi thật xa
đến một làng nọ sinh sống. Chồng trồng trọt, gom củi và lá trong rừng, vợ xách nước, giã gạo, nấu ăn, làm việc nội trợ. Một thời gian sau, cô có mang. Cô muốn về nhà cha mẹ sinh nở để được giúp đỡ, nhưng anh chồng không chịu, sợ họ bắt tội và hành hạ mình. Cô đòi nhiều lần vẫn không được, nên khi chồng vào rừng, cô gửi nhà cho hàng xóm rồi về nhà cha mẹ. Anh chồng trở về hay được, rượt theo bắt cô trở lại. Nhưng đến một nơi cô chuyển bụng, sinh được một bé trai, cả hai lại trở về nhà. Lần sau có mang, cô cũng bỏ về nhà cha mẹ như trước. Anh chồng tìm theo cũng bắt cô trở lại. Trên đường về, bất ngờ một cơn bão lớn thổi tới, mưa như trút, sấm sét không ngừng. Đúng lúc đó cô chuyển bụng. Anh chồng đi tìm cây che chòi cho cô lâm bồn. Thấy bụi cây trên ủ mối, anh ta vừa bẻ xuống thì rắn độc trườn ra cắn chết, thân nóng như lửa, mình mẩy tím ngắt. Bà Takara đau bụng dữ dội, chờ hoài không thấy chồng trở lại. Rồi cô sanh đứa thứ hai. Cả hai đứa không chịu nổi gió mưa, khóc thét lên. Cô chỉ có cách áp chúng vào ngực, úp mình xuống chịu trận như thế suốt đêm, toàn thân như không còn chút máu, người như chiếc lá vàng úa. Hừng đông hôm sau, cô lên đường, tay ôm đứa mới sinh đỏ hỏn trong lòng, tay kia đưa cho đứa lớn nắm. Ba mẹ con thất thiểu đi theo đường anh chồng đã đi, và thấy anh nằm chết gần ủ mối. Cô than khóc ai oán rồi đi tiếp. Đến bờ sông Asiravati, nước dâng cao, nhiều chỗ đến thắt lưng. Cô quá yếu không thể lội qua với hai đứa con. Để đứa lớn bên này, cô đem đứa nhỏ qua sông, bẻ một nhánh cây trải đặt nó lên, rồi quay trở lại. Vừa bơi vừa nhìn ngoái lại, đến giữa dòng, cô thấy một con diều hâu xà xuống quắp đứa bé. Cô hốt hoảng xua tay hét lên, "Bay đi, bay đi!" Nhưng nó không nghe vì quá xa và chộp đứa bé bay đi mất. Bên này, đứa con lớn thấy mẹ quơ tay tưởng gọi mình, cũng bò xuống sông, bị nước cuốn mất. Chồng bị chết, đứa con thì bị chim tha đi, đứa thì nước cuốn. Cô quá khổ, thất thiểu cố gắng đi về nhà cha mẹ tại xá vệ. Gặp một người từ trong thành đi ra, cô hỏi thăm về gia đình mình. Ông kia biết nhưng hình như không muốn nói đến. Cô cứ hỏi riết buộc ông phải nói sự thật. Là gia đình cô cả nhà bị trận bão hôm qua làm sập đè chết hết. Hàng xóm và thân nhân vừa thiêu họ xong. Khói còn bốc lên trên giàn quả, từ xa vẫn trông thấy. Cô nghe xong quá đau đớn nổi điên ngay, y phục rớt hết mà không hay biết. Cô trần truồng như thuở mới sinh, lang thang khóc lóc thở than. Hai con ta đã chết, chồng ta chết giữa đường, cha mẹ và anh cũng đã thiêu trên lửa hừng. Ai thấy cô cũng đều la lên, đồ điên, kẻ ném rác, kẻ tung bụi vào cô. Lúc ấy, Thế Tôn ngủ ở tịnh xá Kỳ Viên, đang thuyết pháp giữa hàng môn đệ. Ngài trông thấy cô từ xa và biết cô đã viên mãn 100.000 kiếp, tròn lời nguyện và đạt đến cứu cánh. Do đó, Thế Tôn khiến cô đến tịnh xá. Các đệ tử la lên đừng để cô điên vào. Nhưng Phật bảo cứ để cô đến, rồi nói với cô, "Này cô, hãy tỉnh trí lại đi." Nhờ thần lực của Phật, cô lập tức khôi phục tâm trí. Ngày đó, cô nhận ra y phục mất hết, cảm thấy xấu hổ và sợ tội. Cô vội úp mình xuống đất, một người ném cho cô y khoác. Mặc xong, cô phủ phục dưới chân Phật thưa, "Bạch Thế Tôn, con xin quy y Ngài, nương tựa Ngài. Con có một đứa con bị diều tha, một đứa bị nước cuốn, chồng con chết, cha mẹ anh em con cũng chết." Phật bảo, "Bà Takara, đừng phiền muộn. Ngươi đã đến với người có thể là nơi ẩn trú, nơi che chở, nơi nương tựa cho ngươi. Những điều ngươi kể đều đúng cả. Cho đến ngày nay, qua biết bao nhiêu vòng luân hồi, ngươi đã khóc vì mất con, mất người thân, nước mắt rơi nhiều hơn nước bốn biển." Và Ngài nói kệ sau, "Nước bốn biển ít hơn,
so với lệ nước đổ, vì sợ và quẫn trí, tại sao còn phóng dật? Phật giảng giải cho cô hiểu, thân người là giả tạm, có sinh phải có tử, sống là cha mẹ, chồng vợ, anh em, con cháu, chết thì đường ai nấy đi trong sáu nẻo luân hồi, không ai chịu thay nghiệp quả cho ai. Mỗi người nên nhận thức sự thật của kiếp sống giả tạm này, tinh tấn tu hành để được giải thoát khỏi khổ đau. 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 Nước tràn Kim Sơn Tự. Tháng 7 năm 1997. Chu nữ sĩ là giáo sư đại học cùng chồng lên Ngũ Đại Sơn bái Phật. Trong dịp tình cờ, nghe đồn hòa thượng tu hành uyên thâm, liền đến thỉnh giáo. Chu nữ sĩ khoảng 32-33 tuổi, người cao vừa tầm, da trắng gần, trên sống mũi đeo một cặp hiến gọng vàng, phong độ thanh nhã. Chu nữ sĩ kể, đôi mắt cô từ nhỏ không được tốt, luôn có cảm giác nóng như bị lửa đốt, cơn đau cứ ẩn hiện hành hạ. Vì đôi mắt này mà song thân cô đã ưu tư rầu lo rất nhiều, tốn biết bao nhiêu tiền bạc nhưng không trị khỏi. Sau đó, trong thời gian qua Mỹ du học, cô cũng đi khắp nơi tìm thầy, nhưng không cách chi trị hết. Nghe Chu nữ sĩ kể bệnh tình xong, sư phụ nhắm mắt lại. Một lúc sau, ngài kể ra câu chuyện rất thú vị mà ngay cả tôi cũng không dám tin. Sư phụ nói: Các con biết câu chuyện truyền thuyết Bạch Xà, nước tràn Kim Sơn Tự chứ? Chúng tôi đáp: Dạ biết thưa thầy, hồi nhỏ chúng con đã xem qua tác phẩm này, sau đó còn xem phim nữa. Sư phụ nói: Người ta ai cũng cho rằng đây chỉ là câu chuyện thần thoại hư cấu viết ra, nhưng trong lịch sử quả thật có chuyện này. Nhiều loài vật trải qua năm dài tháng rộng tu hành sẽ phát thần thông, nhất là loài sống lâu năm, đây tuyệt chẳng có gì kỳ lạ. Bạch Xà hóa hiện thành cô vợ họ Bạch là bởi trong quá trình tu luyện, ả chưa đoạn trừ tâm dâm, nên lầm rơi vào đường tà, cứ bám chấp vào mục tiêu truy cầu tình yêu nam nữ ở nhân gian. Nhưng quy luật thiên nhiên không cho phép người và súc sống chung, có hành vi loạn luân như vậy. Cho dù xã hội hiện nay có văn minh tân tiến, quan niệm thoáng đến đâu chăng nữa, thì luân lý cũng khó dung. Trong truyện Bạch Xà, Hòa Thượng Pháp Hải ngăn cản Bạch Xà là do phát xuất từ tâm đại từ đại bi. Bởi nếu Bạch Xà không chấm dứt ngay hành vi loạn luân, thì ngày sau sẽ phải hối hận thống thiết. Vì tương lai, ả sẽ bị hủy hết đạo nghiệp ngàn năm và phải đọa vào địa ngục. Sư Pháp Hải đem Bạch Xà nhốt dưới tháp Lôi Phong, thực tế là để giúp ả tiêu trừ tâm dâm, cho ả bế môn tu hành, tự kiểm điểm, nhìn ra lỗi mình. Nhưng trong truyện Bạch Xà, tác giả đã viết hoàn toàn sai lệch. Vị sư Pháp Hải từ bi lại bị diễn tả thêu dịch thành giống như ác ma. Tác giả biến Phật, Bồ Tát thành kẻ bất thông tình lý, tận sức hủy pháp, bán tăng, gieo rắc ái tình diệm ảo trong nhân gian, ca ngợi quỷ tà, tô hồng tình yêu, sùng bái ái luyến cực độ, hoàn toàn không lưu tâm giữa người và súc sinh có khác biệt hẳn hòi. Tác giả đã dùng ngòi bút bất minh lý làm chánh tà điên đảo, hướng dẫn người phỉ báng Phật giáo, khiến họ mê muội theo. Đây chính là làm trái nhân quả. Phải quấy chẳng phân, uống thẳng thành công, người mắt sáng vừa xem là thấy rõ ngay. Hòa Thượng ngưng một chút, rồi nói tiếp. Vì sao
tôi nhắc lại câu chuyện này cùng quý vị. Bởi vì đôi mắt bệnh của Chu nữ sĩ có liên quan đến cổ sự này. Cô ta đã từng tu niệm theo Pháp Phật, nhờ đức hạnh hộ trì Phật giáo mà chiêu cảm quả báo tốt, rất cần hiểu rõ nghiệp tội của mình đã làm. Câu chuyện Nước Tràn Kim Sơn Tự kể là Bạch Xà, Thanh Xà vì không nghe lời Hòa Thượng Pháp Hải khuyên răn, nên đã hỗn chiến cùng ông. Dùng thần chú kêu gọi thủy thần nổi gió dâng sóng, làm nước ngập Kim Sơn Tự. Thuở đó, thủy thần không hiểu sự lý nên làm sai, lại nhè trợ ác hành nghịch, dâng nước ngập Lục Chùa, khiến thiên thần hộ pháp nổi giận. Thiên thần bèn dùng lôi quang đánh thủy thần. Khi hỏa châu sắp đánh vào mặt, thủy thần thân thủ vốn nhanh nhẹn nên đã kịp lặn xuống nước đào nạn, nhưng đôi mắt cũng bị tổn vì lôi quang đã thương, đau đớn khó chịu. Bộ hạ của thủy thần vội lấy giải băng mắt cô lại, gấp rút hộ tống đưa cô đến ngôi Tiểu Am trên núi. Gian cầu một vị hòa thượng có công phu giỏi trị bệnh chữa giúp dùm cho. Nhưng khi thủy thần tháo băng mắt ra, thì hòa thượng tu hành nhiều năm này bị nét kiều mị tuyệt diễm của thủy thần hấp hồn, khiến ông ngất ngây, rồi cứ nhìn sững như hóa đá. Lập tức tâm ái luyến phát sanh, một điểm khởi sai là công phu tiêu hết. Do vậy hòa thượng trị bệnh không thành công. Thủy thần trong cổ sự chính là Chu nữ sĩ đời nay. Do đôi mắt kiếp trước bị nạn dẫn đến nguyên nhân bệnh mắt đời này. Vì hòa thượng kiếp xưa nhìn thấy thủy thần bỗng khởi phàm tâm, nay là chồng cô. Chẳng phải bây giờ phu quân rất yêu thương, quan tâm, lo cho cô hay sao? Nghe những lời hòa thượng Diệu Pháp nói, mọi người đều hưng phấn, nhìn chăm chăm vào đôi vợ chồng này. Chu nữ sĩ có vẻ rất kích động khi biết rõ câu chuyện. Giờ nghe hòa thượng hỏi, cô quay qua nhìn chồng thật lâu, thật đầm thắm, và cười cười, xác nhận. Dạ đúng vậy, ông xã ông rất quan tâm và lo cho con, giống hệt như là ông đang chăm con nít vậy đó. Người chồng có vẻ lúng túng, ông khẽ mỉm cười, rồi cúi mặt xuống, không nói gì. Kế đó, sư phụ bảo hai vợ chồng họ. Hai con phải đến đại điện sám hối tội nghiệp xưa, làm nước ngập Kim Sơn Tự, cho dù không phải chủ ý của thủy thần, nhưng vì du tri mà thành ra trợ ác, tội không nhỏ đâu. Từ đây về sau, phải thường lạy Lương Hoàng Sám và năng tụng Kinh Địa Tạng, đôi mắt nhất định sẽ lành. Sư phụ lại quay qua bảo chồng nữ sĩ. Con vốn là một người chân chất, tu hành đàng hoàng, nhưng mỗi lần đến thế gian đều không buông được tâm ái dục, nên công phu xem như bị thiệt. Đời này hai con đã nối tiếp tiền duyên, kết làm vợ chồng, càng phải cùng phát tâm. Ngay một đời này nhất định phải siêng tu giới định huệ, chứng đắc vô thượng bồ đề. Ngưng một lát, hòa thượng nói tiếp. Có thể con chẳng tin chút gì về cổ sự ta kể, thế nhưng khi về chỉ cần làm y theo những lời ta nói, thành tâm sám hối thì sẽ có hiệu quả. Một tuần sau, vợ chồng Chu nữ sĩ đến bái kiến hòa thượng. Vừa gặp mặt, tôi đã thấy đôi mắt cô ấy sáng long lanh, nhìn rất có thần, các mạch máu trong tròng trắng cũng không còn nữa, trông cô hết sức tươi tắn, rạng rỡ. Dù hai vợ chồng này đối với câu chuyện sư phụ kể lòng rất hoài nghi, nhưng họ vẫn quyết định sám hối chân thành, y như lời ngài khuyên. Nào dè, lúc đến trước Phật đường sám hối, thì cô bỗng cảm giác
có một luồng khí mát mẻ xâm nhập vào mắt, làm cho mắt cô rất dễ chịu. Từ nhỏ đến giờ, đôi mắt cô chưa từng có qua cảm giác tuyệt vời đến như thế. Cảm thọ này khiến cô nhận ra mình chính xác đang được Phật lực gia trì. Do vậy mà cô vẫn tin câu chuyện sư phụ kể là có thật. Chồng cô cũng bị chấn động sâu sắc. Hai người ngày tối đó tại Tân Quán Khách đã cùng chí thành tụng kinh Địa Tạng sám hối tội lỗi của mình. Sáng ra khi mở mắt, cô thấy nhãn thần của mình không còn nóng đau nữa. Điều này làm họ kinh ngạc và vui mừng vô kể. Thế là hai vợ chồng hàng ngày tụng kinh Địa Tạng tha thiết sám hối. Hiện nay mắt cô Chu đã lành hoàn toàn, thời gian quay về cũng đã đến. Họ đặc biệt tới cảm tạ và bái biệt sư phụ, còn bày tỏ rằng sau khi về Đài Loan sẽ mỗi ngày dành thời gian lễ tụng Lương Hoàng Sám. Chu nữ sĩ còn một vấn đề nan giải, xin thỉnh giáo sư phụ. Cô thưa, nếu như khi về con bị người hỏi làm sao mà trị lành được đôi mắt, thì con phải trả lời làm sao đây? Vì con không thể nói mình chữa trị ở y viện nào, lại càng không thể thố lộ đời trước mình là thủy thần trong chuyện Bạch Xà từng dâng nước làm ngập Kim Sơn Tự. Nếu con giải thích như vậy, thiên hạ không nói con điên mới là lạ. Câu này khiến mọi người tại hiện trường đều bật cười. Sư phụ đáp, rất đơn giản, con cứ nói mình tại Ngũ Đài Sơn tụng kinh bái Phật mà được lành. Dù đối với sư phụ tôi tin tưởng 100%, nhưng khi nghe ngài kể về câu chuyện này, lòng tôi không thể không có chút hoài nghi. Bởi thời thơ ấu tôi từng nghe người lớn nói, chuyện Bạch Xà chẳng qua chỉ là một truyền thuyết, sao giờ đây lại có thật được? Không những vậy, hiện thời còn có một thủy thần tái thế bằng xương bằng thịt đang ở ngay trước mắt tôi nữa chứ. Thế nhưng mấy ngày sau, kết quả thực tế đã khiến tôi tiêu tan nghi hoặc. Bằng chứng là đôi mắt Chu nữ sĩ rõ ràng đã hoàn toàn hồi phục. Lúc đó người biết việc này tối đa chỉ có 6-7 vị. Tôi mong rằng một ngày nào đó, nếu Chu nữ sĩ tình cờ xem đến cuốn sách này, sẽ không đem lòng giận tôi. Được vậy là quý lắm rồi. Cho dù khi tường thuật lại sự kiện này, các tên thật đều được tôi thay đổi, nhưng rốt ráo là tôi chưa có xin phép, chưa có chút đồng ý nào của cô mà đã mạo muội tiết lộ. Nếu như câu chuyện này khiến các bạn có được nhận thức tốt và hiểu biết sâu hơn đối với nhân quả và Phật Pháp, thì công đức này là của vợ chồng cô. Cầu mong hai người sớm chứng thánh quả. Ngày đây, tôi cũng hy vọng các cư sĩ đại đức có văn tài cao, có thể dùng ngồi bút tuyệt vời của mình viết mới lại truyện Bạch Xà theo quan điểm Phật giáo và ghi thêm câu chuyện tái thế tình duyên của thủy thần. Nếu như không hiểu rõ về Bạch Xà, Thanh Xà, Hứa Tiên, chúng ta sẽ cầu giúp đỡ nơi Hòa Thượng Diệu Pháp, và cũng có thể đem câu chuyện chân thực, chứ không phải sai lệch này, dựng thành phim truyền hình nhiều tập, như điện ảnh Đài Loan đã từng công diễn chuyện đời Ngọc Lâm Quốc Sư trong tái thế tình duyên vậy. Hy vọng truyện Bạch Xà viết lại này sẽ là tác phẩm tốt giáo dục người, đồng thời cũng khôi phục lại danh vị xứng đáng cho Hòa Thượng Pháp Hải. Đây cũng là một việc công đức vô lượng. Đến như lai lịch Hòa Thượng Pháp Hải, rốt cuộc ngài là ai, là vị Bồ Tát nào chuyển thế? Nếu sau này có dịp, thì chúng ta sẽ bàn thêm. Quả báo bất hiếu. Con bất hiếu, cháu vô tình, ác tâm bỏ mẹ, cha đối chết. Thử hỏi thế nhân, tình nghĩa đâu? Trời xanh chẳng tha thứ tội này. Láng giềng kể tôi nghe câu chuyện xảy ra tại quê họ. Hỏi rằng, đây có phải là nhân quả báo ứng như Phật nói chăng? Tại thôn X, huyện Y, thuộc tỉnh Cát Lâm, có một gia đình 8 người, trong một thời gian ngắn, xảy ra bi kịch, mà khắp 10 phố 8 quê ai cũng biết. Tuy đa số không hiểu Phật Pháp là chi, nhưng ai cũng cho đây là báo ứng. Hai vợ chồng trong gia đình này suốt bao năm dốc sức cày cấy nuôi dưỡng 6 người con,
gồm 3 trai 3 gái, lo chu toàn trách nhiệm kẻ làm cha mẹ. Họ cưới dâu, xây nhà cho con trai ra riêng, sắm đủ của hồi buôn để gả con gái. Thực hiện chu toàn những việc này không phải dễ. Rất vất vả, khó khăn là điều hiển nhiên ai cũng thấy. Người cha do lao lực quá độ mà bị bệnh, rồi qua đời. Trong thôn, ai cũng thở dài, cảm thán, nói ông bệnh khổ. Nhưng bà vợ của ông mình lại càng khổ hơn, vì ông chồng mất chưa đầy 1 tháng, thì bà vợ bị xuất huyết não, dẫn đến bản thân bất toại phải nằm trên giường. Tuy bản thân có thể dùng tay trái ăn cơm, song không thể đi vệ sinh hay tắm rửa, rất cần có người dìu đỡ chăm sóc. 6 đứa con, gồm trai lẫn gái, và 6 dâu rể, tổng cộng là 12 người, chưa tính đến cháu, đã đối xử thế nào với người mẹ cả đời gian khổ này? Mới đầu, họ sắp 2 người 1 bang, luân phiên chăm sóc mẹ. Nhưng chẳng bao lâu, vợ chồng 3 đứa con trai cảm thấy rất chán ngán, phiền mệt, nên trong nhà bắt đầu xảy ra chuyện. Do giữa các nàng dâu và mấy cô con gái bất hòa, thường đổ ra gây cãi ầm ĩ. Vì vậy, họ cấm không cho bên con gái đem cơm chăm sóc cho mẹ nữa. Mới đầu, 3 đứa con trai còn cho mẹ ăn uống chút đỉnh. Sau đó họ nghĩ rằng, nếu ăn uống thì phải đi nhà xí, nên 3 con dâu bắt đầu giảm khẩu phần ăn cho mẹ chồng, có khi cả ngày không cho bà dùng gì. Do con gái cùng 3 nàng dâu không hòa, cho nên 10 ngày nửa tháng họ cũng hiếm khi đến. Có lần 3 cô con gái đến thăm mẹ, phát hiện bà yếu đến không còn sức, ghé tai sát vào mới nghe bà thều thào: "Mẹ đói, mẹ đói." Thế là họ tìm chút gì đó cho mẹ ăn. Nào ngờ 3 nàng dâu thấy vậy phát thịnh nộ, vội chạy đến chỗ mẹ chồng lớn tiếng quát: "Trời ơi, mới ăn xong 2 chén cháo mà còn đòi ăn nữa. Trời đất ơi, làm vậy á khiến con gái của bà tưởng tụi tôi bất hiếu đó." Nhờ 3 cô con gái kiên trì, cuối cùng bà cũng được dùng chút ít. Lúc cho mẹ ăn, 3 cô con gái thừa dịp 3 chị dâu đi vắng, bèn luồn tay vào, sờ thấy bụng mẹ hớp gầy, chứng tỏ lời 3 chị là dối trá. Thế là hôm sau, 3 cô con gái đem đến cho mẹ 6 cái trứng gà. Bà mẹ ăn ngấu nghiến, chốc lát đã hết sạch. Sau đó như được tăng sức lực, bà mách nhỏ với 3 cô con gái. "Cho con mà không đến thì tụi nó cơm nước cũng không cho mẹ ăn nữa. Tụi nó muốn để cho mẹ chết đói đó. Bữa nay được ăn ngon quá." Mấy ngày sau, 3 cô con gái mang đến cho mẹ thức ngon để tẩm bổ. Đang cho bà ăn thì bị 3 con trai nhìn thấy. Họ liền vào giựt, ném xuống đất, dùng chân chà đạp lên thức ăn, phẫn nộ mắng em không được cho mẹ dùng. Viện cớ là bệnh xuất huyết não, không thể ăn đồ bổ, dễ bị xuất huyết. Họ bảo: "Mấy cô đó, đừng có tới cho mẹ ăn, rồi không chịu cưu mang nha. Các cô á mà làm cho mẹ chết á, thì ai chịu trách nhiệm đây? Muốn lo cho mẹ á, thì hãy rước về mà lo, đừng có mà cho ăn mà không chịu cưu mang à." "Trời ơi, nếu có hiếu á, thì đem về nuôi đi. Mỗi lần tới, đem đồ ăn, thật là giả tạo." "Cứ đòi ăn hoài, bà ăn rồi bà cứ đi, bà ăn rồi đi rồi hoài, ai chịu nổi?" Chuyện trong nhà họ chẳng mấy chốc đồn vang. Không bao lâu, nơi sân họ vọng ra tiếng khóc lóc kêu gọi mẹ thảm thiết. "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi." Sự nhẫn tâm bỏ mặc mẹ đối khác đã khiến bà cụ số mệnh khổ đau, bất hạnh, phải sớm lìa đời. Tiếng các con bà khóc than kêu gào nghe vang trời động đất, họ mặc áo tang đưa mẹ đi chôn, giấy tiền vàng được ném đầy lên không, bị cơn gió lạnh phẫn nộ thổi bay tứ tán.
Một tháng sau, cậu con cả bị nghẽn mạch máu não phải đi vào bệnh viện tỉnh. Tuy được cứu, nhưng trở thành bán thân bất toại, sau đó tay chân bị co rút. Cậu cả xuất viện mới một tháng, thì cậu hai và nàng dâu cả nối tiếp vào bệnh viện. Họ cũng bị chứng nghẽn tắc mạch máu não, được 12 ngày. Hai người này chưa xuất viện, thì cô con gái thứ hai cũng bị đồng chứng bệnh trên, phải nhập viện gấp. Cô con gái thứ hai xuất viện được 2 ngày, thì nàng dâu thứ ba cũng vào viện. Không phải bị nghẽn mạch máu não, mà bị thủng bao tử. Nàng dâu ba còn đang điều trị, thì chàng rể thứ ba bị xe tông văng ra xa hơn 2 mét. Lúc đưa đến bệnh viện, tuy còn thở, nhưng toàn thân xương cốt, đa phần, đều bị gãy. Xương gối trái thì đứt, gối phải dập nát, suốt mấy tháng liền không cử động được. Tính ra, người mẹ chết chưa đầy năm, thì con trai, con gái, dâu rể đã liên tục nối nhau vào bệnh viện. Người nào ra viện cũng tốn hơn vạn tiền. Có người bình: trời ơi, bệnh viện tỉnh đã được gia đình các nghịch tử này nuôi tốt nha, vì thu được bộn tiền á. Trong thời gian đó, câu chuyện bất hiếu của họ được đồn vang. 1 đồn 10, 10 đồn 100, ai cũng biết. Chuyện họ đã trở thành đầu đề cho mọi người bàn tán lúc làm việc, khi nghỉ ngơi. Mặc dù địa phương đó rất ít người tin Phật, nhưng trong lúc luận đàm, ai cũng nhất trí nói rằng đây chính là báo ứng cho những kẻ làm con mà bất hiếu. Chuyện vẫn chưa hết. Cậu cả dù bị bán thân bất toại, nhưng hôm nọ, khi di chuyển qua đường, lại bị xe tông làm tổn thương não, thành người thực vật. Nghe nói đến nay, vẫn còn nằm trong nhà. Không bao lâu, thì cậu hai bị viêm gan, bị cơn bệnh dày vò hành hạ hơn 1 năm, thì chết. Sau đó, nàng dâu cả bị nghẽn mạch máu não, cũng lìa đời. Đáng chuyện tôi kể rằng, cháu trai cháu gái nội ngoại của bà đa số đều do một tay bà chăm sóc, nhưng lúc bà bệnh nằm viện suốt thời gian dài, không đứa nào ngó tới, nghe mà chạnh lòng. Chỉ mong các thiền tri thức dạy cho họ Phật pháp để chuyển biến vận bệnh xấu về sau này, nếu không thiên lý trừng phạt công minh, kết cục bi thảm của hậu bối bà thật khó mà tưởng tượng. Nghịch tử cố ý bỏ mẹ đối khác, ngầm hại chết mẹ. Tuy dân chưa mất, quan chưa tra, họ không bị quốc pháp trừng trị, nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Những người con bất hiếu này, từng người một, đều thọ ác báo. Đây thật là, vạn sự vạn vật trên đời, đều đang thuyết pháp. Thiện nhân, thuyết pháp của thiện nhân. Ác nhân, thuyết pháp của ác nhân. Người thuyết pháp người, súc sinh thuyết pháp súc sinh. Bạn phải hiểu cho minh bạch, để mọi hành vi từ ăn ở đi đứng đều áp dụng pháp Phật đã dạy. Sống phải hành xử như thế nào là do bạn quyết định. Tôi đem những chuyện hiền thế báo ứng trong đời sống ghi vào quyển sách nhỏ này, chính là muốn cảnh báo nhắc nhở những người con bất hiếu nên sửa tà quy chính, nếu không, một khi ác báo tới, có hối cũng muộn màng.